còn nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chắc chưa từng vì anh là người thương. Anh xin dừng để gói ghém yêu thương, cất ở nơi mà không một ai biết được. Chỉ có anh và em thôi, nơi yên bình nhất.